Cảm ơn quý vị. Minh Quỳnh gửi lời chào đến tất cả quý vị hơn 2.000 khán giả đang xem online, đang live stream buổi tối hôm nay, chiều hôm nay luôn. Trước hết, Minh Quỳnh rất là cảm ơn sự hiện diện của quý vị buổi chiều hôm nay. Mặc dù là ngày thứ sáu rất là bận rộn, nhưng vì tình thương của quý vị dành cho Phi Nhung rất là nhiều, rất là to lớn. Có rất là nhiều quý vị khán giả ở xa bay về đây, từ ở Úc Châu, ở Washington DC và cả New York để về đây rất là đông để ủng hộ chương trình này. Thì Mạnh Quỳnh cũng không biết nói gì hơn, xin kính chúc tất cả quý vị chúng ta có một buổi chiều, một buổi nghe nhạc, một buổi làm từ thiện, một buổi ăn thật là ngon bên miệng bên cạnh gia đình và người thân của chúng ta buổi tối hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Anh Quỳnh ơi, em biết là mình cũng đã chia sẻ khá nhiều về cái mục đích cũng như là cái số tiền mà mình gây quỹ trong chương trình hôm nay nó sẽ dùng để cho cái mục đích ý nghĩa gì. Nhưng mà em nghĩ bây giờ bởi vì mình đang thu hình trực tiếp cho những khán giả ở xa và những khán giả có mặt trực tiếp ở đây, có thể mình lặp lại thật là nhanh cái ý nghĩa cũng như cái mục đích của chương trình từ thiện ngày hôm nay. Ý nghĩa hôm nay là quý vị đã thấy cái chủ đề của cái chương trình đó là mơ ước của Nhung. Lúc mà chị Phi Nhung qua đời và chương trình này được khởi xướng thì cũng có rất là nhiều sự đóng góp đổ về cho tỉnh xa Giác An và cái quỹ xây trường Việt ngữ Phi Nhung. Thì cái số tiền mà 300.000 này là cái số tiền còn lại cần thiết để mà hoàn thành ngôi trường Việt ngữ. Bởi vì trước đó là quý vị đã có đóng góp là cũng khoảng hơn 300.000 rồi đúng không anh Mạnh Quỳnh? Là bởi vì trước dịch á, thì cái giá chi phí vật tư cũng như là nhân công nó rẻ hơn là hiện giờ. Hiện giờ thì tất cả mọi thứ nó đều tăng giá, cho nên là chùa lúc đầu nghĩ là cần nhiêu đây thôi để hoàn thành trường Việt ngữ, nhưng mà dịch xong cái nó biến thành nhiêu đây. Cho nên rất là hy vọng là với tất cả tình yêu thương của quý vị có mặt ở đây đêm nay, cho tụi em xin phép mạn phép được mơ ước xa một chút cũng được, hơi lớn một chút cũng được. Ước mơ sao đêm nay mơ ước Phi Nhung quyên góp được 300.000 được không ạ? Em nói thật sự quý vị, cái này là nói thật luôn. Dạ em biết là ngày xưa trước dịch đi chợ mua một chai nước mắm là 3.09 đồng, còn bây giờ dạ 8.19 đồng một chai đó quý vị. Dạ đây là ông chủ quán hương bệnh nghề nghiệp. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình văn nghệ. Bây giờ như vậy nè, ở trong chương trình đó quý vị thông cảm nha, tụi em là đây chương trình livestream trực tiếp cho nên nó có nhiều sự thay đổi liên tục ở trong chương trình, cho nên nếu như có một cái vài mà cái nứt cục hơi bé bé nhỏ nhỏ thì gọi mọi người hoan hỷ vui lòng bỏ qua cho tụi em. Theo chương trình thì bây giờ là tụi em sẽ mời bé Wendy Phạm, dạ, con của chị Phi Nhung để lên sân khấu để có vài lời với tất cả quý quan khách ở đây và quý khán giả đang xem chương trình. Chắc là phải mời nguyên gia đình con chứ, nguyên một gia đình. Nguyên của gia đình luôn. Lên đây. Rồi. Lên đây với chú cậu, Quỳnh. Không có, cậu dắt lên luôn. Rồi, nguyên luôn. Gia đình lên đây con. Bé lên đây. Everybody. Giúp cho Hoài Tâm một tràng vỗ tay cho gia đình người con của chị Phi Nhung, bé Wendy, con rể, rồi cháu ngoại luôn. Rồi, nhìn xem. Hello.